Xin chào các bạn đã quay lại với Tech One Channel. Và ngày hôm nay thì 23 tháng 4, hãy cùng điểm qua cùng với Hương Quỳnh xem giới công nghệ đang có những thông tin hot nào nhé. Cựu kỹ sư Mozilla buộc tội Google đã phá hoại Firefox. Cảnh cáo tuyệt đối không sử dụng trình duyệt Chrome trên iPhone vì có thể bị đánh cắp tiền từ tài khoản. Fitbit giới thiệu loạt thiết bị đeo thông minh mới ở thị trường Việt Nam, giá từ 1.990.000 đồng. Cựu kỹ sư Mozilla buộc tội Google đã phá hoại Firefox. Tiết lộ trên Twitter ngày 13 tháng 4 của Jonathan Nightingale, cựu giám đốc kiêm phó chủ tịch của nhóm phụ trách Firefox tại Mozilla, Google đã cố ý phá hoại Firefox trong nhiều năm với mục đích tăng mức độ phổ biến của Chrome. Nightingale từng có 8 năm làm việc ở vị trí kỹ sư cho nhóm Firefox của Mozilla. Ông cho biết, trong suốt thời gian này, công ty này là đối tác lớn nhất của Google trước khi nó bắt đầu phát triển trình duyệt Chrome. Giao dịch chia sẻ doanh thu trong lĩnh vực tìm kiếm với Google có thời điểm chiếm 90% thu nhập của Mozilla. Tuy nhiên, Google đã âm thầm sử dụng các chiến thuật ngầm để khiến Chrome vươn lên trước Firefox. Trong đó, cách đơn giản và hiệu quả nhất là giảm số lượng người dùng trình duyệt Mozilla bằng các biện pháp kỹ thuật. Cựu kỹ sư này cho biết các dịch vụ như Gmail và Docs của Google gặp phải sự cố và lỗi về hiệu suất một cách có chọn lọc trên Firefox. Quảng cáo về Google Chrome bắt đầu xuất hiện bên cạnh các thuật ngữ tìm kiếm Firefox. Nhiều trang web của Google thậm chí đánh dấu Firefox là một trình duyệt không tương thích. Mặc dù Google đã nhiều lần nói rằng tất cả chúng đều là lỗi vô ý và hứa sẽ sửa chữa, nhưng cuối cùng thì không có biện pháp cải thiện nào được đưa ra. Tất cả những thứ này bạn được phép làm để cạnh tranh, tất nhiên, nhưng khi đó chúng tôi vẫn là một đối tác. Mỗi lần chúng tôi thắc mắc, lỗi gì thế này? Họ nói, ôi thật là tình cờ, chúng tôi sẽ sửa nó trong lần cập nhật tiếp theo sau 2 tuần nữa. Nightingale chia sẻ. Những tai nạn như trên xảy ra hàng trăm lần và Nightingale không tin Google thiếu năng lực để tiếp tục phạm sai lầm. Mỗi khi trong những vấn đề này phát sinh, Firefox lại mất thêm người dùng vào tay Chrome. Trên trình duyệt của mình, Google khắc phục rất nhanh về các vấn đề đang tồn tại trên Firefox. Theo ông, người dùng dần dần bị điều hướng sang sử dụng trình duyệt Chrome, mặc dù tất cả đều là lỗi do Google. Thông tin thứ hai đó chính là cảnh báo tuyệt đối không sử dụng trình duyệt Chrome trên iPhone vì có thể bị đánh cắp tiền từ tài khoản. Một băng nhóm tội phạm đã phát hiện ra lỗ hổng trong trình duyệt Chrome trên nền tảng iOS để tấn công và đánh cắp tiền trong tài khoản. Phương thức lừa người dùng chính nhờ các cửa sổ thông báo và quảng cáo giả mạo. Theo điều tra, có đến 500 triệu quảng cáo đã được giả mạo và gửi đến những chiếc iPhone xấu số kéo dài trong 6 ngày từ đầu tháng 4 năm 2019. Người dùng iPhone hiện đang được các nhà sản xuất khuyến cáo không được sử dụng trình duyệt Chrome, thay vào đó là trình duyệt Safari và các trình duyệt khác chờ cho đến khi Google tung ra bản vá lỗi. Được biết, vào hồi tháng 2 năm 2019, nhóm hacker này cũng đã nhắm đến đối tượng người dùng Mac với hàng loạt quảng cáo giả mạo. Từ trước đến nay, người dùng các thiết bị Apple luôn tự tin về khả năng bảo mật của ông lớn xứ Cupertino, nên đây là thời điểm tuyệt vời để các hacker có được bộ tiền dựa vào sự lơ là trên. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Chrome và vô tình thấy những pop-up quảng cáo hoặc là yêu cầu đăng nhập tài khoản mờ ám, người dùng phải nhanh chóng tắt và ngay lập tức xóa Chrome ra khỏi hệ thống, chờ đến thời điểm Google sửa lỗi bảo mật triệt để và đưa ra thông báo chính thức về sự cố này. Thông tin cuối cùng đó chính là Fitbit giới thiệu những sản phẩm đeo thông minh mới tại thị trường Việt Nam, giá từ 1.990.000 đồng. Mới đây, thương hiệu sản xuất thiết bị đeo thông minh Fitbit hợp tác cùng với nhà phân phối FTP China vừa chính thức giới thiệu sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam bao gồm Fitbit Versa Lite Edition, Fitbit Inspire HR, Fitbit Inspire và sắp tới sẽ là mẫu Fitbit Ace 2 với giá bán khởi điểm từ 1.990.000 đồng. Versa Lite là phiên bản rút gọn của mẫu Versa. Thiết bị này vẫn được tích hợp các tính năng thời thượng như đo nhịp tim của Pair Pulse, theo dõi giấc ngủ, hỗ trợ 15 chế độ tập thể dục, kết nối GPS, thông báo ứng dụng trên điện thoại và thời lượng pin kéo dài lên tới 4 ngày. Ngoài ra, cảm biến SpO2 cho phép sự theo dõi về thay đổi nồng độ oxy trong máu và các chỉ số sức khỏe khác như phát hiện tình trạng ngừng thở khi ngủ. Fitbit Versa Lite Edition được thiết kế đơn giản với một nút bấm.
nhẹ và chống nước với hàng loạt màu sắc thời thượng dành cho giới trẻ. Trắng, xanh marina, dâu tằm, vân vân, và giá bán của VersaLite Edition là 4.290.000 đồng. Fitbit Inspire HR sẽ là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị đeo tay cực kỳ thời trang nhưng vẫn đầy đủ những tính năng tiên tiến hàng đầu hiện nay như theo dõi giấc ngủ, hỗ trợ 15 chế độ tập thể dục, kết nối GPS, thông báo ứng dụng trên điện thoại hay là hướng dẫn thư giãn bằng nhịp thở. Mọi thứ được gói trọn trong một sản phẩm mỏng, nhẹ, thời trang với hai lựa chọn. Inspire HR có giá bán 2.690.000 đồng và Inspire giá bán chỉ có 1.990.000 đồng. Phiên bản Inspire HR có màu đen, hoa cà và bản kết hợp hai tông đen trắng. Trong khi đó, Inspire có màu đen và rượu vang đỏ Sangria. Không chỉ có những sản phẩm dành cho người lớn, Fitbit còn giới thiệu mẫu Fitbit A2 đối với đối tượng trẻ em từ 6 tuổi. Thiết bị hỗ trợ trẻ xây dựng thói quen vận động lành mạnh và khuyến khích trẻ dành nhiều thời gian tích hợp hơn với gia đình và bạn bè. Ace cũng có khả năng kháng nước với một ốp lưng bao góc bên ngoài, giúp bảo vệ màn hình tốt hơn trong các hoạt động trong ngày của trẻ. Sản phẩm có bộ sưu tập màu sắc vui nhộn với các họa tiết hoa văn lạ mắt, tạo sự thú vị và kích thích niềm vui cho trẻ mỗi ngày. Ace 2 sẽ dự kiến ra mắt vào cuối năm 2019 với giá bán khoảng 1.990.000 đồng, đi kèm theo bộ dây đeo nhiều màu sắc. Xem đến đây rồi thì tiếc gì một like, share, subscribe ủng hộ cho kênh channel của Tech Văn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!